Trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hiện đang ở Đức tham dự hội nghị G20 đã đưa ra đề xuất để đối thoại với Triều Tiên như một nỗ lực để giảm căng thẳng tại bán đảo này. Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đây là cơ hội cuối cùng để Bình Nhưỡng đối thoại hoặc là không sau vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 4 tháng 7 vừa qua. Tôi xin nói rõ ràng là chúng tôi không muốn Triều Tiên sụp đổ. Chúng tôi không theo đuổi bất cứ hình thức thu hút sự thống nhất nào trên bán đảo này. Chúng tôi không muốn mang tới sự đoàn kết giả tạo. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho rằng đây là thời điểm áp lực lớn hơn rất nhiều trong tiến trình tiến tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Và cụ thể là chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in sẽ đề xuất đàm phán với Bình Nhưỡng để nối lại các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán giữa hai miền. Để tạo bước đột phá trong tiến trình mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hiện tại chúng tôi đang xem xét một đề xuất với tổ chức chữ thập đỏ để đàm phán với phía Triều Tiên về việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán. Cùng với đó sẽ là các cuộc đàm phán quân sự để tạm dừng các hoạt động quân sự thù địch tại biên giới. Theo đề xuất mới này của Tổng thống Hàn Quốc, chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên sẽ diễn ra vào dịp Tết Trung Thu năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra đời tuyên bố chung Liên Triều. Mùng 4 tháng 10 năm 2007. Cùng với đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng đề xuất tổ chức sự kiện đưa các gia đình bị ly tán tới viếng mộ tổ tiên. Trước đó, phía Hàn Quốc đã đề xuất đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc vào năm 2018.